Các bạn đang nghe truyện sư huynh của ta quá mạnh trên kênh TV Audio CV. Chương 1998 Thiều thừa bỗng nhiên lên tiếng, ra tay đi, mau chóng giải quyết bọn họ. Sắc mặt thiều thừa lạnh băng, mang theo vài phần sát khí lạnh thấu xương. Ông vốn tốt tính, nhưng không có nghĩa là không thể giết người. Mặt trường dạ lừa tiểu hồng, suýt nữa đã hại chết tiểu hồng, tiện thể lừa luôn cả ông vào cũng vì nguyên nhân này mà đồ đệ của ông phải ngàn dặm xa xôi đi vào yêu giới này tìm kiếm mình, từ đó mới lâm vào cục diện hiện tại. Bất cứ lúc nào xương thần cũng có thể thoát khốn, đến khi ấy cục diện sẽ nguy hiểm gấp vạn lần. Mặt trường dạ còn dám xuất hiện ở đây, mà còn không mang theo ý tốt. Chỉ có thể chơi chết hắn ta, tránh cho hắn ta khỏi tìm tới càng nhiều người hơn. Người tốt tính không có nghĩa là không giết người. Thiều thừa tốt tính cũng chỉ tốt với người của mình đến tìm ông để gây sự thì được nhưng gây thêm phiền phức cho đồ đệ của ông thì tuyệt đối không thể. Tiểu Hồng gật đầu, không từ chối mà nói với ba con tiểu: Ta đi lên trước. Mặt Trường Dạ giận quá vì cười, ha ha, tốt tốt tốt, cuối cùng ngươi đã lộ ra bộ mặt vô sĩ rồi. Hắn ta không nhịn được mà nhìn thẳng về phía Danh Thất Thất và Ma Nhiên. Trận to mắt chim của các ngươi ra, nhìn thật kỹ bộ mặt thật của tên hỗn đảng này đi. Tiểu Hồng chớp chớp mắt mấy cái hơi không hiểu lắm, cái gì mà cuối cùng? Ta cảm thấy ta vẫn luôn rất vô sĩ, giờ ngươi mới biết à? Không phải chứ. Mắt chim của ngươi làm được gì? Mặt trường dạ không nhịn được mà gầm lên, nhận lấy cái chết. Hắn ta phẫn nộ ra tay với tiểu hồng. Cơn bão lớn càng quét, hóa thành một rồng gió gào thét lao về phía tiểu hồng. Ngay lập tức, xung quanh các bay đá chạy, bụi đất tung bay, cây cối đá tảng đều bị cuốn đi, bay thẳng về phía Tiểu Hồng. Tiểu Hồng và Mặt Trường Giả đã đánh nhau vài lần, mặc dù lần này bị thương nhưng nó cũng đã quen với cách chiến đấu của Mặt Trường Giả. Đối mặt với cơn rồng gió, Tiểu Hồng không hề lùi lại mà lạnh lùng vung tay mình lên. Tay nó nâng lên như sải cánh, nhấc lên một cơn bão táp, lai một cổ kiếm ý sắc bén nữa lao lên. Kiếm ý sắc bén càng lợi hại hơn, cuộn tất cả lên. Hai cổ gió lốc va chạm, cuối cùng vẫn là kiếm ý mạnh hơn nhẹ nhõm hóa giải đòn tấn công của mặt trường giả. Nhưng mà, cơn bão biến mất, mặt trường giả đột nhiên xuất hiện trước mặt tiểu hồng, tựa như chim ưng từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới chỗ tiểu hồng. Vừa rồi phong bạo chỉ che mắt thú khác thôi, ý đồ thật sự của hắn ta là muốn chém vết cận thân với tiểu hồng. Tiểu hồng bị thương, hắn ta không tự tay xé nát tiểu hồng cũng khó mà tiêu được mối hận trong lòng. Đột nhiên, một bóng trắng hiện ra bên cạnh. Tiếng gió gào thét vang lên, dường như có gió lốc bốc lên bên cạnh nguy hiểm ập tới cút đi mặt trường giả đã phòng bị sẵn việc sẽ có kẻ đánh lén tay phải tụ lực vung lên hắn ta đánh đại bạch đang lao tới bay vèo đi sau đó lại lần nữa nhìn sang tiểu hồng mua xuẩn bỗng một giọng nói vang lên một cái bóng đen hiện ra trên đầu hắn ta hừ mặt trường giả lại hừ lạnh một lần nữa cũng phất tay một cái nhưng lần này không đạt hiệu quả, mà một cổ sức mạnh ập tới. Hai sức mạnh đối đầu với nhau, mặt Trường Dạ hơi lão đảo, không thể tránh khỏi bị chậm hơn một chút. Đồng thời, trong lòng hắn ta dâng lên cảm giác sợ hãi. Mặc dù chỉ chợt lóe lên thôi nhưng lại khiến cho thân thể hắn ta hơi rung lên. Cảm giác này tựa như gặp phải thiên địch vậy. Mặt Trường Dạ dừng lại, ngẩng đầu lên, muốn nhìn thử xem là ai nhưng vừa ngẩng đầu lên lại thấy một cục gạch đang bay tới. Bốp, mặt trường dạ bị cục gạch đập thật mạnh, bắn cả máu tươi. a, à, mặt trường dạ kêu thảm, vô cùng thê lương. Cảm giác đau nhức dữ dội khiến cho hắn ta khó mà chịu đựng được, hắn ta cảm thấy mỏ chim của mình gần như bị đập đứt rồi, não cũng bị nện thành một đống tương hồ. Thậm chí, đến cả linh hồn của hắn ta cũng bị nện mất một nửa. Mặt trường giả dạ bụng mặt kêu thảm, tiểu hồng đứng xem cũng giật nảy mình. Hắn ta nhìn sang thần kinh chuyên trong tay tiểu bạch một cách khó tin, tò mò hỏi, đây là pháp khí cấp bậc gì? Dù sao mặt trường dạ cũng là hóa thần hậu kỳ cảnh giới tầng chính. Nếu cho hắn ta thêm chút thời gian, nói không chừng còn có thể đột phá hóa thần kỳ tiến vào luyện hư kỳ. Mặt trường dạ không thể so với doanh thất thất được, cốt xấu gì cũng là một cao thủ siêu cấp. Nhưng lại bị một cục gạch nện đến mức phải rên rỉ không ngừng. Tiểu Bạch Dương Dương đắc ý nói, không biết. Tiểu Hồng câm lặng. Ngươi không biết mà còn đắc ý như vậy à, Tiểu Hồng xông lên dục, nhanh, không đưa cho gia hỏa này cơ hội. Nó đạp cho mặt trường dạ một cái thật mạnh. Mặt trường dạ bụng mặt trên rỉ, hắn ta muốn tránh nhưng cơn đau khiến hắn ta chết lặng, phản ứng chậm chạp hơn. Nên bị Tiểu Hồng đạp mạnh cho một cái ngã xuống đất, sau đó nó lại hung hăng xông lên, quyền đấm cước đá. Nhìn ngươi lâu lắm rồi đấy, ngươi thật sự cho rằng mạnh hơn ta một tí thì có thể muốn làm gì thì làm à. Một con quạ mà cũng dám đến gây phiền phức với ta, chán sống đúng không? Tiểu Bạch cũng xông lên, giơ thần kinh chuyên lên muốn đập xuống. Tiểu Hồng thấy thế vội và ngăn nó lại, đừng, đừng nện vội, đánh một trận đã. Tiểu Bạch tức thần kinh chuyên đi, cũng vung nắm đấm gia nhập. Tiểu Hắc cưỡi trên cổ Đại Bạch hỏi nó, Đại Bạch tỷ tỷ, chúng ta có gia nhập không? Đại Bạch nhún nhún vai, không ngờ hắn ta lại yếu thế, ra tay cũng bẩn tay chúng ta. Chỉ bị đập một cái thôi cũng thành ra thế này, thanh máu quá ít, lực phòng ngự quá mỏng. Đại Bạch nói với Tiểu Hắc, chúng ta là nữ hài tử, phải thận trọng, không nên nhúng vào. Tiểu Hắc cái hiểu cái không gật gật đầu. Vâng. Doanh thất thất, ma nhiên, hồ tuyết và hồ yên đứng phía xa quan sát mà trợn tròn hai mắt vương tử mặt nha tộc bị đè xuống mà đánh thế sao, giả dạ à, bọn mặt trường túy cũng trợn tròn hai mắt. Sao mặt trường dạ vừa mới ra tay đã ngã rồi, dù sao cũng là hóa thần kỳ cảnh giới tầng chín. với mấy thú mặt trường túy thì hắn ta đâu chỉ là thần minh đâu, thế mà bây giờ thần minh vừa ra tay, không đến bao lâu đã bị thú ta đè xuống đất mà đánh. Đùa dẫn sao, bọn mặt trường túy cảm giác dường như thế giới của mình sụp đổ rồi. Thậm chí chúng còn nghi ngờ không biết có phải mình đang nằm mơ không nữa. Đáng. Đáng chết, mặt trường túy nhảy ra, lao thẳng về phía tiểu hồng, thả đại ca ta ra. Đại bạch mang theo tiểu hắc xuất hiện, ngăn mặt trường túy lại, đối thủ của ngươi là chúng ta. Bà nương xấu xí kia, cút đi. Bà nương xấu xí, sắc mặt đại bạch và tiểu hắc lập tức đen sì. Để ta cho ngươi xem sự lợi hại của bà nương xấu xí. Đại bạch nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hóa hình, Hỗ trảo to lớn từ trên trời vồ xuống. Nó cử gió mà đi, tốc độ không hề chậm hơn mặt trương túy vốn là giống chim cốc. Dù mặt trường túy là hóa thần kỳ cảnh giới tầng 7, cảnh giới của Đại Bạch không bằng với hắn ta, nhưng lúc trước khi tấn công kỳ thành hắn ta gặp phải Lữ Thiếu Khanh, bị tiêu y đánh cho bị thương nặng hiện giờ còn chưa hồi phục. Đại Bạch và Tiểu Hắc liên thủ, căn bản mặt trường túy không cản nổi. Không lâu sau đã bị đánh cho liên tục nôn ra máu, kêu thảm mà đổ xuống. Đuôi hổ của đại bạch như cây côn sắt nện xuống, mặt trường túy kêu thảm, thân thể vỡ ra làm năm bảy mảnh, một cái nguyên anh từ bên trong trốn ra ngoài. Tiểu hắc nhanh tay lẹ mắt lập tức bắt lấy nguyên anh kia. Con bé cười hà hà, học theo lữ thiếu khanh đưa tay vòng một vòng, ý thức của mặt trường túy liền tan thành mây khói, nguyên anh cũng trở thành một đoàn năng lượng tinh thuần. Đại bạch tỷ tỷ cho ngươi. Tiểu Hắc chia hơn phân nửa cho Đại Bạch. Đại Bạch lắc đầu, ngươi ăn đi. Đại Bạch và Tiểu Bạch cũng từng thử qua, nhưng chúng hấp thu không hiệu quả bằng Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cũng không khách khí, cười hì hì nuốt chửng luôn đoàn năng lượng tinh thuần này. Những thú khác của mặt nha tộc nghe thấy vậy đều nhao nhao kinh giận, đáng chết. Giết bọn chúng. Giết. Mau gọi trưởng lão đi. Bỗng nhiên có thú từ đằng xa gào thét lao tới dừng chiến đấu. Phi cầm tộc và tẩu thú tộc dừng chém giết, không được xảy ra thêm bất kỳ sự cố nào nữa. Tiếng gọi như sấm nổ ầm ầm truyền tới. Sau đó, một bóng thú xuất hiện, ánh mắt như điện, tuần sát tứ phương. Ký tức luyện hư kỳ khuếch tán. Tựa như một tôn thần minh giáng lâm, không chút kiên kỵ tản mát ra thần uy của mình. Càng kinh ngạc hơn, thú này lại là một nữ thú. Phát hiện người tới là luyện hư kỳ, thú của mặt nha tộc lập tức mừng rỡ nhau nhau hô lớn, có nghe thấy không, dừng tay. Các ngươi mau dừng tay. Lớn mật, luyện hư kỳ tiền bối đã đến, các ngươi còn không dừng tay. Dù thú tới là luyện hư kỳ của tổ thú tộc đi nữa, nhưng tộc thú mặt nha tộc thân là phi cầm tộc cũng như thấy được cứu tinh. Chẳng có cách nào khác, đến cả mặt trường túy còn bị xử lý, đám bọn họ có đi lên cũng không ổn. Hiện tại chỉ có ký thác hy vọng vào đối phương, hy vọng giữ được cái mạng nhỏ của mặt trường dạ. Thậm chí còn có thú tới xin giúp đỡ, tiền bối, mong ngài ngăn cản bọn họ. Đột nhiên xuất hiện một tôn luyện hư kỳ, thiều thường nghiêm túc lẳng lặng chuẩn bị kỹ càng. Hồ Yên lẩm bẩm nói ra thân phận của thú này, trưởng lão khuyển tộc, toàn hương hàng, nghe nói là luyện hư kỳ cảnh giới tầng 2. Tiêu y nghe vậy cũng không nhịn được mà hô lên, chó tộc. Hai mắt hồ tuyết trợn trắng. Đại tỷ, dù sao thú ta cũng là luyện hư kỳ đấy, hai vị sư huynh của ngươi còn không ở đây, ngươi còn dám hô lớn như thế, ánh mắt lạnh như băng của Toàn Hương Hàng lập tức bắn tới. Thiều thừa cảnh giác đứng ra chắp tay với Toàn Hương Hàng, xin ra mắt tiền bối. Toàn Hương Hàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng, phía trên có lệnh, tất cả các thú đều phải dừng chém giết, không được trúng quỷ kế của kẻ địch. Thiều thừa gật đầu, lời tiền bối nói rất phải. Nói rất phải, Toàn hương hàng nhìn sang bên tiểu hồng, nó cùng tiểu bạch vẫn còn đè mặt trường dạ ra mà đánh. Mặt trường dạ vẫn luôn dãy dụa, chỉ cần thả lỏng một tí thôi hắn ta có thể thoát khốn rồi. Còn không ngừng tay. Thiều thừa nghĩ một lát, không muốn gây chuyện bèn nói với tiểu hồng, được rồi, hai ngươi quay lại đi. Mặt trường dạ mặt mũi bầm dập, thở hồng hộc, cảm thấy cuối cùng mình đã sống lại rồi. Hắn ta dùng dằn nhìn chồng chọc vào tiểu hồng hăm dọa, gia hỏa vô sĩ, ngươi chờ đó cho ta. Tiểu Hồng ngẩng cao đầu, tới đây, chả lẽ ta sợ ngươi. Toàn hương hàng hừ lạnh, dự định rời đi. Nhưng thấy Hồ Yên và Hồ Tuyết cũng đi theo tiêu y, lập tức nàng ta nổi lòng nghi ngờ, không nhận được mà hỏi, các ngươi là thú phương nào? Khi biết và người trước mắt có liên quan đến Lữ Thiếu Khanh, đám người lập tức cảm giác được sát khí từ toàn hương hàng tỏa ra. Lữ Thiếu Khanh giết toàn diệu và toàn dập, còn nhục nhã khuyển tộc trước mặt mọi thú, đã sớm khiến toàn phụng nhật và luyện hư kỳ của khuyển tộc hận hắn thấu xương. Nếu không phải vương tộc khắc tin vào cái lời đồn xương thần gì đó, ủng hộ Lữ Thiếu Khanh, khuyển tộc đã ra tay xé huynh để Lữ Thiếu Khanh thành từng mảnh nhỏ từ lâu rồi. Hiện tại người trước mắt chính là sư phụ, sư muội, còn cả linh sủng, bằng hữu của Lữ Thiếu Khanh. Toàn hương hàng không nhịn được mà tỏa ra sát ý, tạm thời không giết được hai tên gia hỏa kia, có thể ở đây chơi chết đồng bạn của hắn cũng được cách giác được sát ý của toàn hương hàng, thiều thừa càng căng thẳng hơn. Đối phương là luyện hư kỳ, bên trận doanh của mình toàn là thương binh, toàn bộ liên thủ lại cũng không phải đối thủ của nàng ta. Nghĩ lại, hắn ta chấp tay nói với toàn hương hàng, tiền bối, ta ở đây chờ người thôi, không có ý gây chuyện. Ông muốn đuổi toàn hương hàng đi. Nhưng toàn hương hàng đã hạ quyết tâm, chỉ cười lạnh một tiếng, chỉ vào mặt trường dạ mặt mũi sưng ứ sau lưng, không có ý gây chuyện à. Đây là chuyện gì? Tiêu y đứng bên cạnh sư phụ, tiểu hài tử đánh nhau một chút thôi, không phải rất bình thường sao? Vô sĩ, bên mặt nha tộc có thú gầm thét lên. Mặt trường dạ lại muốn nôn ra máu. Tiểu hài tử đánh nhau à, ngươi mới là tiểu hài tử, mẹ nó chứ ta mấy trăm tuổi rồi đấy. Hồ Tuyết không nhịn được, nói với Hồ Yên, đến lúc này rồi thái độ của nàng vẫn như vậy. Đương nhiên là với cái giọng có thể khiến người ta tức chết. Hồ Yên cũng cực kỳ câm nín, nàng ta lắc đầu, không biết nên nói gì cho phải. Lúc này, không có Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn ở đây, tất cả mọi người cộng lại còn chưa bằng được một đầu ngón tay của thú ta. Đắc tội với một vị luyện hư kỳ không phải một hành động sáng suốt. Sắc mặt toàn hương hàng lại càng lạnh như băng, sát khí cũng tăng lên trong cơn phẫn nộ. Nha đầu thối. Nàng ta hừ lạnh một tiếng, một sức mạnh bay thẳng về phía tiêu y ngươi đang treo đùa ta à. Tông vân dịch chuyển, ám kình mãnh liệt, một tiếng thét vang lên bên tai không dứt. Mơ hồ hiện lên một ánh lã khiến cho người ta tê cả da đầu. Cẩn thận! Thiều thừa không nói hai lời, ngăn trước mặt tiêu y dù đã có chuẩn bị trước, phản ứng thật nhanh, nhưng thiều thừa cũng bị một cổ sức mạnh đánh bay. Mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Sư phụ! Sư tổ! Mấy đứa tiểu hồng thất kinh! Tiêu y nổi giận, dậm mạnh chân, đáng chết, ngươi đang tìm cái chết. Tiêu y nổi giận lôi đình, mái tóc dài màu đen trôi nổi, sát khí ngút trời. Ha ha! Toàn hương hàng lại cười lên ha hả không chút kiên kỵ, bộ mặt đầy dữ tợn, chỉ bằng ngươi thôi sao? Ta thừa nhận, hai sư huynh của ngươi rất mạnh, nhưng tiểu nha đầu như ngươi chẳng qua cũng chỉ là rác rưởi. Chỉ bằng vào thái độ thiếu tôn trọng của ngươi với ta, ta liền có thể giết ngươi rồi, dù là sư huynh của ngươi cũng không dám nói gì lão cẩu xem ta làm thịt ngươi thế nào tiêu y đằng đằng sát khí lang thủy kiếm xuất hiện trong tay chỉ vào toàn hương hàng mà gầm lên xem ta chặt đầu chó của ngươi xuống nghĩ đến hai vị sư huynh của ta đi làm đại sự mình làm sư muội chỉ có thể ở đây chờ trong lòng liền khó chịu hai vị sư huynh vào sinh ra tử vì yêu tộc nơi này còn có đám nhãi con của yêu tộc tìm đến mình gây phiền phức nàng lại càng khó chịu. Cuối cùng sư phụ còn bị thương vì bảo vệ mình. Khó chịu muốn nổ tung, sát ý bốc lên tận trời. Tay cầm lan thủy kiếm, khí thế tăng vọt, sát khí càng quét, một cổ khí thế đáng sợ tỏa ra tựa như thần nữ vô địch. Doanh thất thất, ma nhiên và hồ yên, hồ tuyết cảm nhận được cổ khí thế này thì biến sắc. Vạn vạn lần không nghĩ tới không ngờ tiêu y lại có được khí thế như vậy. Ban đầu toàn hương hàng sững sờ, sau đó thì khinh thường khí thế có vô địch thì làm sao cảnh giới thực còn đó hóa thần kỳ dù sao cũng là hóa thần kỳ vĩnh viễn không thể khiêu chiến được với luyện hư kỳ nàng ta khinh miệt cười lạnh thứ đồ chơi dọa người lan thủy kiếm cảm nhận được sát khí của tiêu y thân kiếm bỗng tỏa ra ánh sáng ánh sáng yêu ớt mông lung một khắc sau ánh sáng càng mạnh hơn nữa cuối cùng thì tỏa ra hào quang chói mắt như đã biến thành mặt trời dù thú ở đây đều là nguyên anh kỳ hóa thần kỳ cũng khó mà nhìn thẳng vào ánh sáng này, nhao nhao nhắm mắt lại. Sau mấy hơi thở, mọi thú mới mở to mắt. Ánh sáng cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tan, hoặc là nói, ánh sáng màu lam như bị hấp thu như rụt lại. Cuối cùng, hoàn toàn lui về trong lan thủy kiếm của tiêu y mà trên lan thủy kiếm, một người nho nhỏ mặc váy dài màu lam xuất hiện. Người nhỏ nọ nhắm hai mắt, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài màu đen đón gió bay bay. Nàng từ từ mở mắt, ánh mắt lóe lên một tia quang mang giảo hoạt. Nàng nhảy lên một cái, hóa thành một tia chớp màu xanh lam, lao thẳng về phía toàn hương hàng. Hào quang màu xanh lam hiện lên, bộc phát ra kiếm ý, dường như có tiếng nước chảy róc rách vang lên bên tai mọi người. Cảm giác nguy hiểm lập tức sộc lên thẳng trên đầu. Toàn hương hàng kinh hãi, cảm giác này giống như khi hồi bé nàng ta vụng trộn ra ngoài chơi gặp phải thiên địch vậy. Thân ảnh màu lam như thiểm điện, cho dù là toàn hương hàng cũng không bắt được theo bản năng, nàng ta điều động linh lực của mình, bộc phát ra một cổ khí lãng cường đại, đồng thời còn hình thành một tầng hộ thuẫn trên người mình. Đối mặt với kẻ địch không biết rõ, không nghi ngờ gì đây chính là cách làm tốt nhất. Cho nên, mặc lên một tầng hộ thuẫn bằng linh khí như con rùa đen vẫn hơn. Toàn hương hàng bình tĩnh lại, đồng thời cười lạnh khinh thường. Kiếm ý lăng lệ thì làm sao, nàng ta là luyện hư kỳ, không phải sợ dù đối phương có là hóa thần kỳ cũng chỉ là một con dung con dế mà thôi. Nghĩ tới đây, toàn hương hàng lại càng thả lòng, âm thầm xem thường. Mặt trường dạ che mặt mình, hít hơi lạnh, nhìn tiêu y dám ra tay với toàn hương hàng thì không nhịn được mà cười lạnh liên tục, muốn chết. Ăn gan hùng tim báo rồi sao, chỉ một hóa thần kỳ mà còn dám ra tay với luyện hư kỳ. Không khác gì một đứa trẻ gây phiền phức với người lớn chứ, một khắc sau, một đinh vang lên thật nhẹ như tiếng vỡ vụn, toàn hương hàng hoảng sợ phát hiện ra hộ thuẫn linh lực của mình lại vỡ. Chát, lại một tiếng vỡ thanh thúy vang lên. Người tí hon kia vung một bàn tay lên vả vào mặt toàn hương hàng. Khuôn mặt lạnh lẽo của toàn hương hàng không những sưng đỏ lên, thậm chí còn xuất hiện những vết thương thật nhỏ rỉ ra máu tươi. Kiếm linh tự tỏa hào quang. Mọi người hoa cả mắt, người tí hon lại một lần nữa quay lại trên lan thủy kiếm nàng lệch đầu, nhìn sang tiêu y, sau đó cười hì hì lên tiếng chào, chủ nhân. Bên này tiêu y kinh hỉ vô cùng. Cuối cùng kiếm linh của mình đã ra đời rồi sao? Mực quân không gạt người. Tiêu y vươn tay ra, người tí hon bèn nhảy vào trong lòng bàn tay nàng ta. Tiêu y đắc ý nhìn tường tận. Nhưng những người khác đều đã choáng váng cả rồi. Mặt trường dạ ngây ngốc, cảm thấy mình như đang nằm mơ dù sao toàn hương hàng cũng là luyện hư kỳ trong phi cầm tộc cũng coi như có tên tuổi thế mà lại bị một hóa thần kỳ tác cho một cái danh thất thất cũng ngây dại miệng há thật to kinh ngạc chấn động tựa như mặt trời vừa nổ tung ngay trước mặt mình cái này cái này hồ tuyết không khép được miệng lắp bắp nhìn hồ yên không biết nói gì cho phải hồ yên cũng nhìn qua hồ tuyết cuối cùng chỉ đành cười khổ quá bất ngờ sau đó nàng ta lại nhìn sang tiêu y đang cười ngây ngô, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và thán phục. Quá mạnh, thật không hổ là sư muội của hai người kia. Toàn hương hàng khó mà tin nổi, chậm rãi sờ sờ vào mặt mình, cảm thấy nơi đó hơi rát rát. Nàng ta lại dụi dụi mắt mình, mùi máu tươi gây mũi, khiến cho hai mắt nàng ta lập tức đỏ ngầu, tựa như nhập ma. A. À. toàn hương hàng phẫn nộ hét trầm lên, tiếng hét chói tai, hận ý trùng thiên. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết tất cả các ngươi. Toàn hương hàng phẫn nộ gào thét, một cơn gió lớn thổi qua, sát khí như sương lạnh xâm nhập, nhiệt độ xung quanh lập tức hạ thấp mấy chục độ. Hồ Yên biến sắc, hỏng bét rồi, nguy hiểm. Toàn hương hàng thân là luyện hư kỳ, bị một hóa thần kỳ chạm vào thôi cũng tính là sỉ nhục rồi, chứ đừng nói là bị tác cho một cái. Phần sỉ nhục này chỉ có máu tươi mới rửa sạch được. Chưa kể, không chỉ đơn thuần là máu tươi của kẻ đầu tiêu mà còn là máu tươi của tất cả bọn họ chỉ có người chết mới không để lộ chuyện ra hồ tuyết thở dài thật sâu nhân loại đều như vậy sao không chỉ cuồng vọng vô lễ mà thực lực cũng vô cùng cường đại thái độ vừa rồi tốt một chút có lẽ sẽ không đến mức này thật không biết sức mạnh của nàng từ đâu ra hai vị tiền bối đều không có ở đây hồ tuyết không muốn nhưng cũng không có cách nào cả Bên này tiêu y đã hoàn hồn, bội kiếm đã sinh ra kiếm linh, thực lực của nàng cũng tiến thêm một bước. Lòng tự tin tăng vọt, đừng nói trước mắt chỉ là toàn hương hàng luyện hư kỳ sơ kỳ, dù có là hợp thể kỳ nàng cũng dám đi tới đâm cho một kiếm. Lão cẩu, chẳng lẽ ta sợ ngươi, tiêu y cầm lan thủy kiếm trong tay, uy phong lẫm liệt hét lớn, lan, chúng ta cùng tiến lên. Kiếm linh lan chống nạnh đứng trên thân kiếm, chỉ vào toàn hương hàng mắng, một luyện hư kỳ nho nhỏ mờ cũng dám lỗ mãn à hồ yên hồ tuyết phía xa lập tức sạm mặt lại. Luyện hư kỳ nho nhỏ, lời này là ai dạy ngươi, còn nữa, bây giờ khí linh đều kiêu ngạo vậy sao, giỏi, giỏi, toàn hương hàng giận quá mà phì cười, hung hăng ấn một chưởng xuống tiêu y. ầm ầm, thiên địa chấn động, một bàn tay chó khổng lồ xuất hiện giữa bầu trời tựa như thái sơn áp đỉnh nện mạnh xuống tiêu y, tiếng nổ thật lớn, vi áp kinh khủng khiến cho mặt đất phải nứt ra, cũng khiến cho người thú xung quanh đều biến sắc, nhao nhao lùi lại chớp mắt tiêu y lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn không nói hai lời do lan thủy kiếm đang tỏa hào quang lên cao sát cẩu kiếm quyết kiếm quyết giết chó hồ yên và hồ tuyết suýt nữa thì cắn phải đầu lưỡi của mình hình như ngươi đã tùy ý đổi tên của kiếm quyết này nhỉ trước đó là giết chim bây giờ lại là giết chó nếu đối đầu với chúng ta có phải đổi thành kiếm quyết giấc hồ ly không bầu trời ảm đạm ánh sáng bá đạo đổ xuống ầm ầm cứng rắn đánh xuyên tay chó Nhìn bàn tay chó tiêu tan giữa trời, Thiều Thừa không nhịn được mà yếu ớt thở dài. Tới rồi, già rồi. Sau khi cảm thán mình già, ông cũng cảm thấy vài phần thất lạc. Đến cả tiều đồ đệ thực lực cũng vượt qua mình rồi. Ôi, quả nhiên, vẫn là trời đất xoay vần, về thi ngự phong dưỡng lão ngậm kẹo đùa cháu được rồi. Chém chém giết giết gì đó đã không phù hợp với người già mình nữa rồi. Một màn này cũng khiến những thú khác kinh sợ. Hồ Tuyết, Hồ Yên và cả mặt trường dạ đều trợn tròn mắt Thậm chí bọn họ còn nghi ngờ không biết Toàn Hương Hàng có phải luyện hư kỳ không nữa Dù có không dốc toàn lực tấn công đi nữa Nhưng cũng không đến mức một hóa thần kỳ cũng có thể hóa giải chứ Toàn Hương Hàng cũng kinh ngạc hô lên Đây Đây là cái gì Nàng ta đánh ra một phút Không nói đến hủy thiên diệt địa Nhưng cũng có thể rời sông lấp biển Nàng ta nén giận mình vừa đánh ra một phần ba thực lực rồi mà còn bị tiêu y hóa giải, còn có thiên lý sao, hô hô ha ha. Tiêu y thở hồng hộc mấy hơi, sắc mặt tái nhợt, cười lạnh nói, luyện hư kỳ cũng chẳng có gì. Không đúng, ngươi là một loại luyện hư kỳ rỡm. Toàn hương hà nghiến răng, vô cùng oán hận, đồ đáng chết, sắp chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Ta sẽ từ từ chơi chết ngươi. Toàn hương hàng nghiến răng nghiến lợi, khu mặt dữ tợn không hề có tí dáng vẻ của nữ tu sĩ nào, mà lại giống một con giả thú bị chọc giận hơn. Bỗng nhiên nàng ta lạnh lùng vung tay lên, sức mạnh cường đại lại nhất lên phong bạo to lớn. Hừ. Dù đã mất rất nhiều sức nhưng Tiêu Y vẫn vung kiếm xông lên. Nhưng vẫn không thể vượt qua được chênh lệch giữa Hóa Thần kỳ và Luyện Hư kỳ. Chẳng mấy chốc, không được mấy hiệp, Tiêu Y đã rơi từ trên trời đập mạnh xuống đất. "Phục, Tiểu Y, không sao chứ?" thiệu thường ngay lập tức xông lại tràn đầy đau lòng và tự trách. Thân là sư phụ mà vào lúc này lại bất lực. Thật sự là vô dụng quá rồi. Thục. Tiêu y nôn ra mấy ngụm máu, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Thân thể nàng chằng chịt chồng chất vết thương, linh lực trong cơ thể hao hết, cảm giác khô cạn đau đớn khiến cho nàng nhăn chặt mày. Yên tâm, ta đã phát tín hiệu, hai vị sư huynh của con sẽ đến rất nhanh thôi. Thiều Thừa đau lòng an ủi đồ đệ của mình. Tiêu y mỉm cười, không sao, sư phụ, tiếp theo phải dựa vào ngài kéo dài thêm một chút thời gian. Ha ha! Đánh được tiêu y gần chết, toàn hương hàng cảm thấy ác khí trong lòng mình đã tiêu đi một phần, tâm tình tốt hơn một chút. Đống sáng của đom đóm cũng dám tranh hào quang với ánh trăng à. Toàn hương hàng cố ý nói rất lớn tiếng, giọng nói cuồn cuộn, dường như muốn tuyên cáo với thế nhân. Thiều thừa đứng ra, ra hiệu cho mấy đứa tiểu hồng đang muốn xông lên bình tĩnh lại rồi lớn tiếng nói với toàn hương hàng, tiền bối, ngươi làm như vậy không phải quá phận sao? Quá phận, toàn hương hàng không nói hai lời, lập tức vung một bàn tay, như đánh một con rùi. Thiều thừa vội vàng ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh cho phải liên tiếp lùi lại đằng sau, phục mạnh một ngụm máu tươi. Sâu kiến, tâm lý của toàn hương hàng càng thêm bình tĩnh, ánh mắt càng thêm khinh miệt, gia hỏa này là người bình thường. Sư tổ Tiểu Hồng nổi giận, cái thứ cẩu vật rác rưởi gì đó, cùng cảnh giới ta nhắm mắt cũng có thể chặt đầu chó của nó xuống. Ô oh nào! Toàn hương hàng lần nữa lạnh lùng vung một bàn tay xuống, nàng ta quyết định phải nhục nhã bọn người bên dưới này một phen đâu ra đấy. Mặt trường dạ thấy Tiểu Hồng bị đập bay thì cực kỳ vui mừng. Ngu xuẩn! Ta cực thích loại ngu xuẩn này. Không biết lượng sức, tự tìm đường chết. Gờ rạo ra bản thể, một con hổ trắng lớn uy phong lẫm liệt đằng đằng sát khí nhào về phía toàn hương hàng. Nhìn thấy đại bạch, ánh mắt toàn hương hàng lóe lên một tia sát ý, huyết mạch đẳng cấp phản tổ, phải chết, tay phải nàng ta hơi uống một cái, hung hăng chụp tới đại bạch. Đại bạch cử gió mà đến, gió quẩn quanh thân nó hóa thành lưỡi dao xé rách bầu trời xuyên thẳng tới toàn hương hàng. Hừ! Toàn hương hàng đưa bàn tay lớn ra, huyển hóa ra tay chó, không hề lùi bước, mặc cho những đòn tấn công này rơi lên đó ngoài mặt chỉ là điểm điểm gợn sóng không khiến nàng ta bị thương tổn mảy may. Ngược lại đại bạch còn bị nàng ta siết trong tay. Con hổ con nhỏ thôi mà cũng dám làm càng trước mặt ta. Giọng toàn hương hàng lạnh như băng, định bóp nát đại bạch muốn chấn nhiếp. Khi đang hoành hành, bỗng nhiên, một cảm giác đáng sợ chạy dọc sống lưng nàng ta. Nàng ta quay lại, chỉ thấy một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống. Một tiếng chim hót vang lên, khiến cho linh hồn toàn hương hàng cũng rung rẩy, dường như trên bầu trời có con chim mạnh nhất lợi hại nhất nhìn chằm chằm vào con chó con bất lực là mình. nhưng chẳng mấy chốc toàn hương hàng đã kịp phản ứng lại, tập trung nhìn thì thấy chỉ là một tiểu nha đầu cút đi. toàn hương hàng vừa sợ vừa giận, đang định ra tay, nhưng bỗng nghe thấy có tiếng rít ở sau đầu. lần này căn bản toàn hương hàng không kịp phản ứng, nàng ta liền cảm thấy sau đầu mình như bị một thứ gì đó đập trúng thật mạnh. Go go, cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến cho toàn hương hàng không duy trì được hình thái con người nữa, trong một chớp mắt đã biến về bản thể là một con chó đen lớn. Con chó đen vẫn còn đang nghe răng kêu to, tứ chi run rẩy, khóe miệng vẫn còn phun bọt mép. Thấy cảnh tượng này, ai nấy đều trợn tròn hai mắt. Hồ Tuyết và Hồ Yên không nhịn được mà ôm đầu, chuyện đã xảy ra hôm nay khiến cho hai thú bọn họ hoài nghi không biết có phải mình đang nằm mơ không. Dù sao toàn hương hàng cũng là luyện hư kỳ, mà còn là luyện hư kỳ của khuyển tộc mấy năm nay tân tấn dù sao đi nửa luyện hư kỳ cũng là luyện hư kỳ không nghi ngờ gì là tồn tại cực kỳ cường đại vậy mà hôm nay cứ hết lần này đến lần khác lại chịu thiệt thòi đây là có chuyện gì chẳng lẽ luyện hư kỳ đã yếu đến mức không chịu nổi một đòn như thế sao hay là nói hóa thần kỳ bên nhân loại quá mạnh mạnh đến mức có thể xoay cổ tay đánh được với luyện hư kỳ bên kia mặt trường dạ cũng trợn mắt há mồm mặt trường dạ nhịn không được mà sờ lên sau gáy mình, trong lòng có vài phần thoải mái. Bị cục gạch kia đánh lén, ngay cả luyện hư kỳ cũng không chịu nổi thì mình chỉ là một hóa thần kỳ, bị đánh lén cũng không tính là mất mặt. a à, quẳng Bên này toàn hương hàng không ngừng kêu thảm, khi thì sủa ăn ẩn, khi thì rống lên bằng tiếng người, nhìn thảm vô cùng. Nàng ta cảm giác dường như linh hồn của mình bị đập bể rồi. Sống hơn ngàn năm qua, vô số lần bị tổn thương, Số lần suýt chết đến nơi cũng không ít, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ta đau đến thế. Cảm giác như bị rút linh hồn ra, nện cho vỡ nát rồi lại nhét trở về. Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cho nàng ta tự nghi ngờ không biết có phải mình đã chết rồi hay không. Tranh thủ nó đang đau lấy mạng chó của nó đi. Tiểu Hồng hét lớn, đằng đằng sát khí xông lại. Tiểu Hắc, Đại Bạch và Tiểu Bạch lại lần nữa xông lại. Uy lực của thần tinh chuyên vượt xa sức tưởng tượng của bọn chúng nên Tiểu Hồng lại hét lên, "Tiểu Bạch, lại nện cho nó mấy cái nữa, nện nát cái mạng chó của nó đi." Nhưng, dù sao toàn Hương hàng cũng là luyện hư kỳ, dù đau đớn nhưng vẫn không mất đi sức chiến đấu. Bốn con tiểu vây công tới, thần kinh chuyên sáng loáng trong tay Tiểu Bạch dọa cho nàng ta hết hồn, cả linh hồn cũng run rẩy. Cút! Cút đi! Khí tức cường đại của luyện hư kỳ bộc phát, bốn con tiểu đều bay ngược lại một bầy kiến hôi. Ta muốn nghiền nát các ngươi hoàn toàn, rút linh hồn của các ngươi ra, cầm tù hàng tỷ vạn năm, khiến cho các ngươi phải hối hận vì hôm nay dám đối nghịch với ta. Toàn hương hàng sát ý trùng thiên, khí tức oán hận tràn ngập ngàn dặm. Xong đời, Hồ Yên lại càng tuyệt vọng, lần này. Hoàn toàn xong đời rồi. Thái độ của Hồ Tuyết cũng ca, không khác là bao, cảm thấy lần này chết chắc rồi. Hoàn toàn chọc giận toàn hương hàng, Mấy thú bọn họ làm sao ngăn cản được, Hồ Yên đã đang nghĩ biện pháp rồi, cũng không biết nàng ta có thể nể tình chúng ta là hồ tộc mà thả cho chúng ta một con ngựa không? Thực sự không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn, chúng ta tách ra trốn. Hồ Tuyết muốn khóc. Tách ra trốn, hắn ta còn có đường sống sao, luyện hư kỳ thổi một hơi là có thể diệt được hắn ta. Quả nhiên, kẻ có thực lực thấp chỉ có thể là mùa nhưỡng đầu kia có suy nghĩ này không phải là vừa nảy ra đâu mà là tự nhiên đã vậy mặt trường giả thì càng cười đắc ý hơn không biết tự lượng sức mình tự tìm đường chết thực lực không đủ lại nhất định phải trêu chọc vào tồn tại mạnh hơn mình các ngươi không chết thì ai chết chờ lát nữa tìm được cơ hội chúng ta cũng mau chóng rời đi ha ha lần này hậu hoạn trong lòng ta có thể tiêu trừ rồi ma nhiên hỏi dona thất thất muốn ra tay sao doanh thất thất cắn răng phải chờ thời cơ thích hợp. Tiêu y leo từ dưới đất lên, ghé vào bên cạnh, ngẩng đầu nhìn. Lan đứng trên đầu nàng chỉ vào toàn hương hàng mà mắng, con chó kia vẫn còn kêu nữa. Một con chó ngốc, ngoại trừ sủa gâu gâu, mày còn biết cái gì? Tới đây, mau vương cái đầu chó của mày ra, để cho ta chặt mấy kiếm, chặt không chết ta nghĩ một lát lại chặt. Nơi xa, hồ yên và hồ tuyết xạ mặt lại, cảm giác câm nín sâu sắc. Đến lúc này rồi mà còn dám mắng to thế nữa, vò đã mẻ, không sợ vỡ sao, Hồ Yên bất lực biểu môi, chủ nhân thế nào kiếm linh thế ấy? Nha đầu này, là muốn để kiếm linh phát biểu thay mình sao? Toàn hương hàng bị mắng tới mức toàn thân phát run, cả đời này đây là lần đầu tiên nàng ta bị xấu hổ nhục nhã như thế. Bị một cái kiếm linh mắng, thế giới này không bị hủy diệt cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi. Giỏi, giỏi, nhận lấy cái chết, toàn hương hàng gầm lên, lộ ra bản thể, linh lực gào thét mà tới. Thân thể nàng ta không ngừng biến lớn, hai hàm răng chó sắc bén trong cái miệng cho to tướng khiến người ta sợ hãi. Xung quanh bắt đầu sinh ra sức hút, không gian bắt đầu rung rẩy. Hôm nay, dù là tiên đế tới đây cũng không thể nào cứu được các ngươi. Giọng nói lạnh lẽo của toàn hương hàng lại quanh quẩn trên trời. Sau đó, lực hút lại càng mạnh hơn, đầu chó há miệng ngoạm xuống. Hồ Yên tuyệt vọng, Thiên Cẩu thôn nguyệt. Luyện hư kỳ thi triển ra chiêu này, tất cả người lẫn thú ở nơi này đều không trốn thoát được. Hồ Yên tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng một khắc sau, bỗng có tiếng hồ tuyết kinh ngạc hô lên, cái này. Cái này. Hồ Yên mở mắt, sau đó thì thấy được một màn cả đời khó mà quên được. Cái đầu chó to tướng bị chặt đứt, mang theo vẻ mặt không thể tin nổi mà rơi xuống đất. A. À, tiếng kêu thảm thiết sắc bén của toàn hương hàng vang lên. Hai bóng người xuất hiện trên trời, một giọng nói lạnh lùng vang lên, mạnh mồm ghê nhỉ, tiên đế tới cũng không cứu được à. Hai bóng hình màu lam và màu trắng sừng sững giữa trời, sắc mặt lạnh như băng, trường sam phần phật, khí thế siêu phàm, tựa như tiên nhân từ trên trời giáng xuống. Ngươi! Các ngươi! Toàn hương hàng tê dại! Sao hai người này lại ở đây, chuyện trên kia đã làm xong rồi cơ à, lữ thiếu khanh nhìn lướt qua, thấy sư phụ mấy đứa sư muội đều bị thương hết cả, bèn nói với kế ngôn, giết chết nó. Kế ngôn không hé răng lấy nửa lời, lập tức rút vô khâu kiếm, kiếm ý sắc bén phun trào đâm thẳng vào toàn hương hàng. Đáng! Đáng chết, toàn hương hàng phun trào linh khí hóa thành một hộ thuẫn, dự định ngăn cản một kiếm này của kế ngôn. Phục, hộ thuẫn linh khí bị đánh tan, thân thể toàn hương hàng chằng chịt vết thương, máu tươi vẩy ra. A, à toàn hương hàng bị xuyên thủng, kêu thảm một tiếng rồi xoay người muốn bỏ chạy. Chỉ vừa tiếp xúc nàng ta đã biết chênh lệch giữa mình và kế ngôn cực lớn. Nhưng làm gì có chuyện kế ngôn sẽ dễ dàng bỏ qua cho nàng ta được, bắt nạt người nhà mình, mặc kệ cảnh giới thực lực của ngươi là gì, giết là xong. Kế ngôn lại xuất kiếm, vô số kiếm ý hội tụ, hóa thành một con thần long màu bạc đuổi theo sát sau lưng toàn hương hàng. Thần long xé không gian, mang theo khí tức tử vong bao phủ lấy toàn hương hàng. Lúc này, toàn hương hàng cảm nhận được khí tức của bọn toàn phụng nhật thì vội vàng gầm lên, trưởng lão, cứu ta. Lớn mật. Đám toàn phụng nhật từ trên trời giáng xuống thấy thế lập tức vừa sợ vừa giận. Liễu xích, hung trừ, doanh kỳ cũng ngạc nhiên không rõ nguyên nhân. Bọn họ chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn đột nhiên rời đi thế là đi theo, rồi tới đây vừa đến nơi đã thấy kế ngôn đang đánh toàn hương hàng. Toàn hương hàng chỉ là luyện hư sơ kỳ cảnh giới tầng 2, đâu phải là đối thủ của kế ngôn. Lần đầu tiên bị chặt đầu chó, lần thứ hai bị xuyên thân thể, lần thứ ba đã tràn ngập nguy hiểm rồi. Thần Long do kiếm ý biến thành phủ lấy nàng ta, sau đó ánh kiếm màu trắng phủ lên. Dừng! Dừng tay! Mấy thú toàn phụng nhật vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, vội vàng hô lớn nhưng vẫn chậm một bước, kiếm quan tan đi, toàn hương hàng cũng tiêu tan theo, chỉ còn một ít cặn bã sót lại đón gió bay đi. Cảm giác bi thương dâng lên trong lòng tất cả các thú. Tất cả đều hiểu, nhân tài mới nổi của khuyển tộc toàn hương hàng đã chết rồi. Dù thân là luyện hư kỳ, dù có được nguyên thần phân thân cũng vô dụng. Tất cả các thú đều sợ ngây ngẩn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lữ thiếu khanh đi tới trước mặt thiều thừa, đánh giá một phen rồi nhẹ nhàng thở ra, lại cười hỏi sư phụ đã chết chưa thiều thừa che ngực lắc đầu không sao ngươi đi xem sư muội của ngươi và đám tiểu hồng một chút đi yên tâm chúng đều còn trẻ không chết được thiều thừa nổi giận cảm thấy tổn thương bèn mắng hỗn trướng ý ngươi muốn nói ta già không dám là đại sư huynh nói ngài đi đánh huynh ấy đi ngươi qua đây ta xử lý ngươi trước được rồi được rồi ngài ở bên cạnh nghỉ ngơi thật tốt mà xem kịch đi. Ngươi muốn làm gì? Làm thịt mấy lão cẩu kia. Mấy vị trưởng lão quyển tộc toàn phụng nhật sắp phát điên rồi. Tộc trưởng toàn diệu vẫn lạc, trưởng lão toàn dập vẫn lạc, hiện tại toàn hương hàng cũng vẫn lạc, lúc này bên cạnh toàn phụng nhật chỉ có ba người. Trong đó đạt tới luyện hư hậu kỳ cũng chỉ có một mình toàn phụng nhật, số còn ại đều là trung kỳ và sơ kỳ. Đáng chết, đáng chết, toàn phụng nhật phẫn nộ gào thét khuyển tộc ta cùng các ngươi thế bất lưỡng lập lão cẩu ngươi sủa cái gì lữ thiếu khanh hét lớn rồi cầm mặt quân kiếm đánh tới cái gì mà thế bất lưỡng lập ta và tộc chó các ngươi không đội trời chung hôm nay làm thịt mấy con chó già các ngươi trước đã vương đầu cho ra đây mặt quân kiếm bổ mạnh ra một cái phạm vi tấn công trăm ngàn trượng bao phủ cả bốn thú toàn phụng nhật bên trong Toàn phụng Nhật và ba luyện hư kỳ của quyển tộc giận quá. Một mình hắn mà dám khiêu chiến cả bốn thú bọn họ, coi bọn họ là cái gì, chó cảnh à, dù thế nào đi nữa bọn họ cũng là luyện hư kỳ đấy. Đừng có không coi luyện hư kỳ ra gì. Bốn thú đồng thời xuất thủ, sóng linh lực cường đại càng quét. Linh lực gào thét quay cuồng trong mấy vạn dặm trời đất xung quanh. Cơn bão linh lực cường đại khiến cho mặt đất chấn động, không ngừng nứt ra khe hở không ngừng bò lan khắp nơi như rắn độc trời động sức mạnh cường đại khiến cho nơi này trở thành một mảnh cấm địa thú xung quanh nhau nhau lùi lại phía sau cách xa xa hai người bọn họ lại vừa nổi điên làm gì vậy nguyên bá không nhịn được mà hỏi cựu hận với quyển tộc thật sự lớn vậy sao hồ yên nhìn thấy tộc trưởng của mình thì vội vàng chạy tới báo cáo tình huống các thú cũng đều nghe rõ một hai liễu xích không nhịn được mà mắng Quyển tộc đang tìm cái chết mà, lại dám ra tay với hai người bọn họ. Xem như các thú đều hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn muốn hạ tử thủ. Bắt nạt sư phụ sư muội của người ta, người ta không xử lý ngươi thì xử lý ai, hung trừ nhíu mày, tiểu tử này, không định một mình đối phó bốn thú chứ. Thực lực của toàn phụng nhật không yếu hơn hắn, bốn thú liên thủ, dù hắn có là luyện hư kỳ tầng chính cũng phải cân nhắc một chút. Vương mâu hầm hừ, hắn tự đại quá mức. Thực lực của toàn phụng nhật là luyện hư kỳ cảnh giới tầng 7, tương đương với cảnh giới của Lữ Thiếu Khanh. Dù Lữ Thiếu Khanh có được thực lực cường đại đi nữa, nhưng toàn phụng nhật có thêm 3 người hỗ trợ, Lữ Thiếu Khanh căn bản cũng không đánh lại được. Ma lãnh Du lắc đầu, nhân loại làm việc luôn xúc động như thế. Đối với quyển tộc, Ma lãnh Du chẳng có cảm tình gì. Bởi vì Tiểu Hồng là linh sủng của Lữ Thiếu Khanh, nên lập trường của nàng ta nghiêng về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhưng nàng ta cũng không xem trọng Lữ Thiếu Khanh. Một chọi bốn, nào có dễ thắng vậy được, hung trừ thở dài, trước mắt cứ để bọn họ đánh một chút đi, phát tiếp một chút được rồi thì lại ngăn cản vậy. Giọng toàn phụng nhật phía xa vang lên, cuồng vọng. Sau đó, kiếm quan của Lữ Thiếu Khanh tiêu tan, bốn thú liên thủ phản kích, Lữ Thiếu Khanh cũng không ăn được quả ngọt. Toàn Phụng Nhật thấy thân thể của Lữ Thiếu Khanh hơi lão đảo mấy lần thì sát ý trong lòng càng tăng lên, bốn thú bọn họ phản kích mà chỉ có thể khiến cho đối phương lao đảo một chút thôi sao, toàn lực xuất thủ. Nhất định phải nhân cơ hội này giết chết hắn. Không cần Toàn Phụng Nhật dục, những thú khác cũng biết đây là cơ hội tốt. Mấy lần Lữ Thiếu Khanh nhục nhã khuyển tộc bọn họ, mấy thú bọn họ đã hận hắn thấu xương từ lâu rồi, chỉ muốn diệt trừ đi cho thoải mái. Khi ở trên trời, tất cả mọi thú đều đứng về phía lữ thiếu khanh bên khuyển tộc muốn ra tay cũng không dám hiện giờ đã có cơ hội thật tốt rồi làm sao có thể bỏ lỡ dưới sự dẫn dắt của toàn phụng nhật bốn vị luyện hư kỳ của khuyển tộc cùng nhau liên thủ thi triển ra sát chiêu của mình gió xoáy mây vần thiên địa rung chuyển thiên cẩu thô nguyệt cái đầu chó to lớn há ngoác miệng ngoạm xuống dường như muốn nuốt chửng cả thế giới thiên cẩu trảo tay chó che khuất bầu trời đập vụn hư không, vô số cơn bão không khí gào thét bay ra. Điên cuồng phá hủy tất thảy. Thiên cẩu trấn sát. Thân ảnh to lớn tựa như thái sơn áp đỉnh, tiếng nổ oanh minh bật nát mặt đất. Các loại sát chiêu điên cuồng quét ngang hết thảy. Các loại sức mạnh khác biệt hội tụ, hình thành một sát chiêu lớn. Dưới sức mạnh kinh khủng như vậy, một mảnh thiên địa không ngừng sụp đổ, tựa như tận thế. Lữ Thiếu Khanh bị bốn người tấn công, hùng hùng hổ hổ nói: "Kiếm quyết giết chó." Đám thú quan chiến cực kỳ cạn lời. Một chiêu này có tên là kiếm quyết giết chó thật sao? Còn nữa, dù có là thế thật đi nữa, ngươi có đến mức phải gọi ra không?" Nguyên Bá tiếp tục lắc đầu, dù kiếm quyết có lợi hại hơn nữa thì có thể làm sao? Bị bốn luyện hư kỳ vây công, hắn có thể giữ được mạng không cũng còn khó nói. Không ít thú cũng có cách nhìn giống như Nguyên Bá, bọn họ cũng không cho rằng một mình lữ thiếu khanh lại có thể đối phó được với bốn luyện hư kỳ liên thủ liễu xích lắc đầu điều này không cần lo lắng tiểu tử kia rất giảo hoạt hung trừ cũng thiếu lòng tin với lữ thiếu khanh hắn không chết được đâu nhưng đau khổ thì không tránh được hừ cũng tốt cho hắn biết thú của yêu tộc ta không dễ bắt nạt vậy đâu bầu trời bỗng nhiên tối sầm xuống một phần trăng sáng treo cao ánh trăng trong sáng vẫy xuống trải khắp mặt đất tựa như trải lên một tầng sương bạc, trông rất đẹp mắt. Nhưng màn sương màu trắng bạc lại khiến cho tất cả đều dựng đứng lông mau, cảm nhận được một cổ uy hiếp đáng sợ. Đây, đây là kiếm quyết gì vậy? Có luyện hư kỳ kêu lớn, đầy hoảng sợ. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, mặt trăng to lớn chậm rãi rơi xuống y như mặt trăng thật. Không gian xung quanh không ngừng băng liệt, vô số khe hở hư không xuất hiện. Trăm ngàn dặm vuông xung quanh, tất cả linh lực đều bị rút sạch chỉ trong chớp mắt dường như thiên địa đã trở thành một khu vực chân không vô số tu sĩ yêu tộc hoảng sợ điên cuồng chạy trốn tứ tán bọn họ thất kinh tưởng bị thiên ma ngoại vực ẩn nấp đánh lén lại một lần nữa hỗn loạn máu tươi lại một lần nữa bắn tung tóe khắp mặt đất ánh trăng rơi xuống lại càng mãnh liệt không hề có sự mất lạnh dịu dàng của ánh trăng mà cực kỳ bá đạo tựa như ánh mặt trời vậy ánh trăng đi tới đâu trấn áp tứ phương tới đó khí thế của đám toàn phụng nhật trì trệ, nhưng một khắc sau lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Bọn họ cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, không hẹn mà cùng tăng thêm linh lực trong cơ thể, linh lực cuồn cuộn không ngừng mãnh liệt tuôn ra như nước sông. Chỉ trong chớp mắt, mặt trăng đã rơi xuống đầu bọn họ. Cái gì mà thiên cẩu thô nguyệt, thiên cẩu trảo? Các loại sát chiêu va chạm ầm ầm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, như sao hỏa đụng phải trái đất, quang mang lấp lánh mãnh liệt năng lượng kinh khủng bộc phát dường như một mảnh thế giới nhỏ sẽ bị hủy diệt ngay lúc này mọi người vây xem lại lần nữa nhanh chóng lùi lại a à, có một vài tu sĩ yêu tộc không tránh kịp mà bị vụ nổ liên lụy chỉ có thể kêu thảm một tiếng rồi tan thành mây khói năng lượng kinh khủng trực xông lên tận trời cả bầu trời cũng như muốn sụp đổ các vụ nổ kinh khủng liên miên không dứt suốt mười mấy hơi thở hào quang chói sáng mới biến mất bạo tạc kinh khủng chậm rãi yên tĩnh lại trời đất chấn động đã bắt đầu bình tĩnh trở lại khói đặc cuồn cuộn thiên địa hỗn độn không nhìn thấy lữ thiếu khanh và bọn toàn phụng nhật đâu nhưng đông đảo luyện hư kỳ khẽ quét thần thức một vòng lập tức sắc mặt của mọi người trở nên cổ quái thậm chí có thú thấp giọng nói một chọi bốn làm sao có thể đánh được lữ thiếu khanh miễn cưỡng đứng thẳng giữa trời nhưng sắc mặt hắn tái nhật khóe miệng vẫn còn dính vết máu khí tức đã yếu đi không một dấu hiệu nào không nói rõ cho mọi thú biết rằng lữ thiếu khanh lúc này đã là nỏ mạnh hết đà cái này cũng có thể hiểu được chiêu kia thật đáng sợ đánh ra xong nhất định sẽ phải hao hết toàn bộ linh lực và tâm trạng đúng vậy làm như thế đương nhiên là thống khoái nhưng không có hiệu quả gì đâu mặc dù tình trạng của bọn toàn phụng nhật cũng có hơi chật vật nhưng ít ra vẫn tốt hơn hắn nhiều mà còn là bốn đánh một đại cục đã định cuồng vọng quá mức thật sự cho rằng yêu tộc chúng ta không có thú sao không ít tu sĩ luyện hư kỳ ở đây nhao nhao lắc đầu cảm thấy lần này lữ thiếu khanh nhất định sẽ phải thua trong lữ thiếu khanh đã có vẻ kiệt sức rồi chẳng những bị thương mà trong cơ thể còn khô cạn đi một chiêu vừa rồi gần như đã hút khô hắn cho dù có ăn linh đan cũng phải mất một khoảng thời gian mới hồi lại được mà chút thời gian này cũng đủ để đối phương diệt hắn một trăm lần rồi toàn phụng nhật và đồng bọn cũng bị thương nhưng so ra vẫn tốt hơn lữ thiếu khanh nhiều bọn toàn phụng nhật cũng biết đạo lý đánh chó mù đường cho nên họ điều chỉnh một chút rồi lại lần nữa liên thủ ra tay bốn chó cùng lên trời đất lại lần nữa rung chuyển hung trừ thấy thế hừ lạnh làm ẩu hắn ta nói với liễu xích chúng ta ra tay đi mặc dù lữ thiếu khanh rất đáng ghét nhưng dù sao người này cũng là người mà tiền bối bạch thước nhìn trúng khi hắn ta đang chuẩn bị ra tay bỗng nhiên một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống bao phủ cả bốn thú toàn phụng nhật bọn toàn phụng nhật thất kinh giờ mới nhớ ra vẫn còn có kế ngôn bên cạnh nhưng nhớ ra thì đã muộn kiếm quan sáng chói tràn xuống như lồng giam bao phủ lấy bọn họ kiếm ý sắc bén chớp mắt đã xé rách được hai thú a à, gờ rau hai thân ảnh to lớn huyển hóa trong không trung cuối cùng tiêu tan đáng chết Toàn Phụng Nhật phẫn nộ hô lớn, liều mạng chống cự với người bên cạnh. Nhưng Toàn Phụng Nhật cảm thấy dường như mình đã lọt vào thế giới của kiếm, xung quanh nơi nơi đều là thần kiếm lạnh lóng lánh sắc bén vô cùng, mỗi một kiếm đều có thể xé rách bản thân. Kiếm ý sắc bén như cá ăn thịt người không ngừng vây công, chỉ hận không thể nuốt từng miếng huyết nhục của hắn ta. Toàn Phụng Nhật khẽ đảo cổ tay, từng món pháp khí xuất hiện, quang mang bắn ra bốn phía nhưng hắn ta vừa lấy ra nó đã lập tức bị kiếm ý chia năm xẻ bảy, tựa như phù dung sớm nở tối tàn. Toàn Phụng Nhật vừa nôn ra máu vừa lấy pháp khí ra liều mạng ngăn cản. Cuối cùng, sau khi tiêu hao 4 năm kiện pháp khí, áp lực mới nhẹ đi, kiếm quan mới biến mất. Toàn Phụng Nhật thở mạnh. Nhìn thoáng qua bên cạnh, thấy đồng đội vẫn tái nhợt, vẫn chưa tỉnh hồn. Hắn ta hỏi. Bọn. Bọn họ đâu? bọn họ còn có hai đồng bạn thân là luyện hư kỳ sơ kỳ không năng nổi kiếm quan của kế ngôn lòng toàn phụng nhật trầm xuống nếu hai thú này vẫn lạc thế nào hắn ta cũng phải khóc một trận nhưng chẳng mấy chốc hai hơi thở quen thuộc xuất hiện hai đồng bạn xuất hiện phía xa xa trong lòng toàn phụng nhật nhẹ nhàng thở ra mặc dù không năng được kiếm ý của kế ngôn nhưng ít nhất cũng không bị kế ngôn giết bọn họ vẫn là bốn người bỗng nhiên ánh mắt toàn phụng nhật đóng đinh lại sau đó hắn ta trường muốn rách mí mắt mà hét lớn, ngươi dám. Lữ thiếu khanh đột nhiên xuất hiện trước mặt hai tên luyện hư kỳ khuyển tộc kia, cười lạnh nói, đám chó con kia, các ngươi khỏe chứ. Mặt quân kiếm dơ lên rồi rơi xuống, tựa như kinh lôi dáng đất bằng. Kiếm quan sáng lên, kiếm ý lăn lộn, hiển thị rõ ràng bạo ngược. Hai luyện hư kỳ của khuyển tộc vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ có thể kêu lên thảm thiết rồi thân thể vỡ vụn, chia năm sẽ bảy mặt quân kiếm của lữ thiếu khanh khẽ rung lên một cái một sức mạnh vô danh nhập vào trong hư không sau đó cảm giác bi thương lại lần nữa càng quét mọi thú toàn phụng nhật khóc bi thương bi thống xúc động hắn ta không thể ngăn được nước mắt của mình không không chớp mắt lại có hai thú vẫn lạc khuyển tộc lại bị đã kích a à. ta liều mạng với ngươi một luyện hư kỳ khuyển tộc khác cũng sắp phát điên rồi lộ ra bản thể muốn bổ nhào tới liều mạng với Lữ Thiếu Khanh. Kế ngôn lạnh lùng ngăn hai người lại, đối thủ của các ngươi là ta. Đáng chết. Giết hắn ta, hai mắt toàn phụng nhật đỏ kè, như một con ác lan hắn ta gầm thét lên, chém hắn ta thành muôn mảnh. Hung trừ phía xa quát lớn, hỏng bét, mau đi ngăn cản bọn họ. Hung trừ gấp đến mức lông gấu rối tung cả lên, trong lòng chửi ầm lên là tiểu tử hỗn đảng vốn tưởng rằng bốn thú toàn phụng nhật liên thủ có thể giáo huấn lữ thiếu khanh một chút vạn vạn lần không ngờ được tình cảnh của toàn dập lại lần nữa trình diễn gia hỏa quyển tộc quá phế đi mất mặt xấu hổ hung trừ hoàn toàn không có hảo cảm với bọn toàn phụng nhật nhưng hắn ta biết hiện tại không thể để cho lữ thiếu khanh và kế ngôn làm thịt hết bọn toàn phụng nhật được nếu không ngày sau rất khó để đoàn kết yêu tộc mấy thú hung trừ vương sĩ nguyên bá muốn đi ngăn cản nhưng bọn họ lại bị lữ thiếu khanh ngăn lại lữ thiếu khanh cười hít mắt hỏi lão hùng lão miêu lão hầu ba thú các ngươi muốn đi đâu lão hùng lão miêu lão hầu tráng ba thú hung trừ vương sĩ nguyên bá hằng gân xanh thật vô lễ nhưng cả ba đều sinh lòng cảnh giác thực lực mà lữ thiếu khanh bày ra đủ để khiến ba bọn họ phải kiên kỵ hung trừ hỏi lữ thiếu khanh tiểu tử Ngươi muốn làm gì?" Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, làm gì là làm gì? Hung trừ trừng mắt với hắn, giờ còn ở đây giả bộ hồ đồ, chẳng lẽ ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc hỏi Hung trừ, ngươi mấy tuổi rồi? Có ý tứ gì? Ý của ta là, vấn đề ngớ ngẩn thế này làm sao ngươi có thể mở miệng ra được, Lữ Thiếu Khanh dùng ánh mắt nhìn một kẻ thiểu năng để nhìn Hung trừ, sau đó tiếc hận lắc đầu. Ta biết gấu hơi ngốc một tí nhưng không nghĩ lại ngốc đến bước này. Hỗn đảng, hung trừ nổi giận, ngươi làm như thế có từng nghĩ tới hậu quả chưa? Có hậu quả gì không?" Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa hỏi lại, rồi lại bi phẫn, "Ta chảy mồ hôi chảy máu cho yêu tộc, kết quả thì sao?" "Sư phụ, sư muội ta ở đây bị yêu tộc các ngươi bắt nạt." "Yêu tộc các ngươi qua sông đoạn cầu thế à?" "Nói cho các ngươi biết" hôm nay dù tiên đế có tới ta cũng phải chơi chết bọn họ các ngươi ai muốn bi cứu bọn họ phải qua được cửa này của ta lữ thiếu khanh nói xong chỉ mặc quân kiếm thẳng vào bọn hung trừ phía xa đằng đằng sát khí không khí cô đặc căng thẳng đầy sát khí cảm nhận được sự kiên định của lữ thiếu khanh sắc mặt ba người hung trừ cũng thay đổi vương mâu cũng nhíu mày nói tiểu tử ngươi thật sự muốn giết bọn họ sao nói nhảm ta muốn tiêu diệt cả tộc chó bắt nạt người của ta không dết tới thiên hôn địa ám máu chảy thành sông người khác sẽ thật sự cho rằng chúng ta dễ bắt nạt lữ thiếu khanh đằng đằng sát khí thần sắc hung ác giọng nói kiên quyết thái độ kiên định một lần nữa khiến cho sắc mặt đám hung trừ biến đổi nguyên bá không chịu nổi thái độ của lữ thiếu khanh tiểu tử ngươi không nên quá phận chúng ta nhất định phải cứu thú thì sao lữ thiếu khanh cũng biến sắc lùi lại một bước hoảng sợ không thôi mấy tên cầm thú các ngươi muốn cùng bắt nạt ta sao cầm thú chúng ta là yêu thú không phải cầm thú vương mâu cũng nổi giận đương yên đương lành bị gọi là cầm thú ai mà chịu nổi hắn ta bước lên một bước lạnh giọng nói tránh ra đi chúng ta không muốn ra tay với ngươi lữ thiếu khanh nhìn hung trừ hỏi ngươi thì sao ngươi cũng muốn thông đồng làm bậy sao Hung Trừ hừ một tiếng, "Tiểu tử, ngươi đã giết ba thú bọn họ đã đủ rồi, tốt nhất ngươi hãy tránh ra." Nguyên Bá bước lên một bước, khí thế ép người, nhường đường. Lữ Thiếu Khanh thở dài, nói với Hung Trừ, "Các ngươi bắt nạt ta như thế có tin ta ra sát chiêu không?" Sát chiêu? Mấy thú Hung Trừ như lâm phải đại địch. Dù là ánh sao hay ánh trăng trên trời giáng xuống đều có thể gọi là kinh khủng. Bọn họ không nghĩ rằng mình có thể dễ dàng ngăn cản được hung trừ ngay lập tức cầm thét lên, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Lữ thiếu khanh hừ một tiếng, ngươi có tin ta lập tức mở cửa đi tìm tiền bối cáo trạng cá ngươi bắt nạt ta không? Phục, mấy thú hung trừ tức muốn phục máu. Hóa ra đây chính là sát chiêu của ngươi, ngây thơ, hung trừ nổi giận, tiểu tử, tránh ra, ta không rảnh ở đây nói nhảm với ngươi. Không ngờ vào đúng lúc này, phía xa vang lên tiếng kêu la hoảng sợ của toàn phụng nhật à, không. Bọn hung trừ gội ngẩng đầu lên, chỉ thấy toàn phụng nhất và đồng bạn đã biến mất trong kiếm quan của kế ngôn. Một khắc sau, cảm giác bi thương lại ập tới. Đám người hung trừ lại lần nữa biến sắc. Toàn phụng nhật vẫn lạc rồi sao, nhưng lữ thiếu khanh lại ồ lên một tiếng, nhíu mày một cái. Mấy thú hung trừ cũng phát hiện, mặc dù toàn phụng nhật đã biến mất trong kiếm quan nhưng vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Vẫn lạc là đồng bọn của hắn ta, một vị luyện hư kỳ khác của khuyển tộc. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, xem ra là có công pháp hoặc bảo bối giữ mạng nào đó đây. Sau đó Lữ Thiếu Khanh nghiêng người nhường lối, nói với mấy thú hung trừ, tới, đi qua đi, xem có nhặt xác cho bọn họ được không. Mấy thú hung trừ bực bội, thấy Lữ Thiếu Khanh cười mị mị, chỉ hận không thể vả một phát đánh chết hắn. Bọn họ bị Lữ Thiếu Khanh ngăn lại, nhìn thì như muốn cản bọn họ nhưng thực tế là tranh thủ ít thời gian cho kế ngôn thật là phế vật trong lòng bọn hung trừ thầm mắng chửi bọn toàn phụng nhật thật không biết ra sức một chút thời gian thôi cũng không duy trì được đã bị người ta giết chết rồi vương mâu và nguyên bá liếc nhau hai mắt lấp lóe trong lòng hai vị tộc trưởng đã có một vài ý tưởng quyển tộc cũng chỉ có một chút năng lực ấy kỳ thành phải được tẩy một lần mới xong hồ tuyết nhìn thú của quyển tộc tử thương hầu như không còn sắc mặt cũng trở nên cực kỳ cổ quái hắn ta nhính sang hồ yên bên cạnh lắp ba lắp bắt hỏi hắn lúc trước hắn không không phải nói láo à sắc mặt của hồ yên cũng chuyển thành cực kỳ cổ quái hắn thật sự muốn tiêu diệt khuyển tộc sao hồ xá quay đầu ngạc nhiên hỏi các ngươi đang nói gì hồ yên kể lại cho hồ xá nghe chuyện lúc trước lữ thiếu khanh từng nói muốn tiêu diệt khuyển tộc hồ xá nghe vậy lại càng thêm ngạc nhiên không thể nào nói đùa sao lão hồ ly tộc trưởng hồ xá này cũng cảm thấy chấn kinh bên này lữ thiếu khanh không để ý đến mấy thú hung trừ mà quay lại bước ra một bước mà như thuấn di đi tới trước mặt mặt trường dạ mấy kẻ mặt trường dạ như lâm đại địch lông chim toàn thân dựng đứng từng cộng sự bình tĩnh của lữ thiếu khanh mang lại cho đám mặt trường dạ áp lực nặng nề ngươi ngươi muốn làm gì có kẻ ngoài mạnh trong yếu nói ta chúng ta là mặt nha tộc Lữ thiếu khanh lạnh lùng vung tay lên, một cổ kiếm ý gào thét lao ra, chớp mắt kẻ kia đã hóa thành một màn mưa máu. Ngươi! Những thú khác đều kinh hãi, nhưng lữ thiếu khanh lại vất tay lên một lần nữa, thú bên cạnh mặt trường dạ lần lượt lần lượt hóa thành mưa máu, chỉ để lại một mình mặt trường dạ hai chân đang âm thầm rung lên. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ba vị luyện hư kỳ của mặt nha tộc vừa sợ vừa giận, bắt nạt khuyển tộc xong thì bắt nạt đến mặt nha tộc chúng ta đấy à, tiểu tử, ngươi đừng tưởng mặt nha tộc chúng ta dễ bắt nạt. Ông, kế ngôn từ trên trời giáng xuống, ngăn đón trước mặt ba tên mặt nha tộc. dáng vẻ lạnh lùng tựa như một thanh thần kiếm sắc bén, trong lòng ba luyện hư kỳ của mặt nha tộc bị dọa đến mức hỗn loạn. Ngươi, ngươi muốn làm gì, mặt trường dạ cưỡng chế nỗi sợ hãi trong lòng, nhìn trực diện lữ thiếu khanh. Nhưng vừa đối mắt với Lữ Thiếu Khanh, hắn ta lập tức rời ánh mắt đi, không dám nhìn nữa. Lữ thiếu khanh đập một bàn tay tới, mặt trường dạ muốn ngăn cản lại không làm được gì mà bị quất cho một cái. Chớp mặt, mặt mặt trường dạ liền sưng đỏ, hai mắt cũng đỏ theo, hắn ta giận tím mặt quát lên, ngươi. Hắn ta nhìn chồng chọc vào lữ thiếu khanh, hai mắt đỏ hồng, hận ý trùng thiên. Sống bao nhiêu năm rồi đây là lần đầu tiên có người dám đánh hắn ta như thế, đây là một sự sỉ nhục lớn bằng trời. Ngươi cái gì mà ngươi, lữ thiếu khanh lật tay lại tác một cái nữa, đệ nhất vương tử. Tộc quạ đen. Thật uy phong quá nhỉ, lại dám bắt nạt chim ngốc nhà ta. Chưa đi tìm ngươi tính sổ ngươi còn được voi đòi tiên. Ai cho ngươi cái lá gan đấy? Ta liều mạng với ngươi, cơn giận bốc thẳng lên trán, hai mắt mặt trường dạ đỏ kè như máu, trong não hắn ta chỉ còn lại lửa giận vô tận, chỉ hận không thể cùng lữ thiếu khanh đồng quy vô tận nhưng hắn ta mới chỉ là hóa thần kỳ căn bản không thể là đối thủ của luyện hư kỳ mà hắn ta lại còn đang bị thương lữ thiếu khanh chỉ vào hắn ta một cái một cổ kiếm ý nhập vào trong cơ thể hắn ta chớp mắt đã khiến cho hắn ta mất đi sức chiến đấu kiếm ý giữ dằn trong cơ thể hắn ta như một con trâu điên lao đi sầm sập đụng chạm khắp nơi khiến cho hắn ta đau đến mức không muốn sống nữa a à, lữ thiếu khanh dẫn theo hắn ta trở lại ném tới trước mặt tiểu hồng như ném một bịch rác xử lý hắn ta. Tiểu Hồng đứng dậy, lạnh lùng nhìn mặt trường dạ. Tiểu Hắc ghé vào vai Tiểu Hồng, nhìn chầm chầm mặt trường dạ mà tứa nước bọt, đại ca, đợi chút nữa có thể chia cho ta một chút được không? Tiểu Hồng vỗ vỗ đầu nó, cưng chiều nói, cho muội cả. Mặt trường dạ đối mặt với Tiểu Hồng, ánh mắt hắn ta vừa phẫn hận, vừa không phục. Hắn ta lạnh lùng nói, ta là vương tử mặt nha tộc, ngươi dám giết ta, chờ lấy sự trả thù của mặt nha tộc đi. Thôi đi. Tiêu y lại gần không nhịn được mà khinh bỉ, luyện hư kỳ nhà ngươi còn sắp bị sư huynh ta giết sạch rồi, còn dọa dẫm cái gì? Thân là sư thúc, nàng tới đây khẳng định là để làm chỗ dựa cho sư chất. Lan đứng trên vai tiêu y chỉ vào mặt trường già, dạ, nói, con quạ đen mắt mọc trên mông, đồ não uống nước. Dám tới treo chọc chúng ta, chán sống rồi. Thực lực chẳng ra làm sao, đầu óc lại càng ngu xuẩn lần sau đầu thai nhớ phải tin mắt hơn một chút không đúng ngươi còn đầu thai cái rắm gì nữa loại quả đen ngu ngốc như ngươi hoàn toàn biến mất mới là báo đáp tốt nhất với thế giới này nhất định khi ngươi sinh ra đã quên mang theo não rồi lữ thiếu khanh ghé mắt hỏi tiêu y kiếm linh của muội A. À? tiêu y hiếp mắt cười vâng đáng yêu chưa tiểu hồng lạnh lùng nói với mặt trường già ngươi tự sát đi cho ngươi một cơ hội đầu thai Kiếm Linh Lan không vui, chim ngốc ngươi muốn làm gì? Không được cho hắn ta cơ hội, phải triệt để hủy diệt hắn ta. Trong lòng mặt trường dạ lạnh đi, khí tức tử vong tràn ngập khiến cho trái tim hắn ta không nghiện được mà đập nhanh hơn. Hừ, phụ thân ta. Lữ thiếu khanh ngắt lời hắn ta, con chim già phụ thân ngươi ấy à. Nó bị ta đánh đuổi bỏ chạy lâu rồi, cho nên giờ không ai có thể cứu được ngươi. Trong lòng mặt trường dạ rung lên, nhảy càng ngay. Tiêu y không nhịn được mà hỏi, nhị sư huynh, không giết con chim già. Lữ thiếu khanh lắc đầu, đại sư huynh của ngươi quá cùi bắp, để cho hắn ta chạy trốn rồi. Nhưng cũng chẳng có cách nào khác, là phân thân của xương thần, chạy được cũng là bình thường thôi. Mặt trường dạ ngạc nhiên, theo bản năng mà hỏi, xương thần là cái gì? Tiểu hồng cười hắc hắc, chớp chớp mắt mấy cái với hắn ta, ngươi đoán xem. Mặt trường dạ lập tức nôn ra máu được, ngươi nên lên đường thôi, chết không minh bạch đi. Tiểu Hồng vừa dứt lời, mặt trường dạ đã phóng lên tận trời, chạy trốn về phía xa. Nhưng dù hắn ta có bất ngờ chạy trốn cũng vô dụng. Bị thương rồi, cũng chỉ có chút năng lực ấy, Tiểu Hồng nhẹ nhàng đuổi theo, không tới mấy hiệp, mặt trường dạ đã kêu gào thê thảm, thân thể vỡ nát, Nguyên Anh chạy trốn. Cuối cùng, bị Tiểu Hắc bắt được, trở thành thức ăn trong bụng nó sau khi hấp thu phần năng lượng tinh thuần do nguyên anh của mặt trường giả dạ biến thành cảnh giới của tiểu hắc lại tiến thêm một bước đi tới cảnh giới hóa thần hậu kỳ tầng 9. a à, nơi xa ba cao thủ luyện hư kỳ của mặt nha tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn vương tử của mình chết thảm không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ cuối cùng bọn họ hung tợn nói với doanh kỳ doanh tộc trưởng chuyện lần này sẽ không dừng lại ở đây chứ lữ thiếu khanh lập tức xông lại nói với doanh kỳ tiền bối ngươi xem bọn họ uy hiếp ngươi, giết bọn họ đi. Ta nguyện ý giúp tiền bối chấm dứt hậu hoạn. Nói xong, hắn trực tiếp ra tay với ba thú kia. Làm thịt đám quạ đen các ngươi. Ánh kiếm rơi xuống. Kiếm ý kinh khủng lập tức bao phủ lấy bọn họ, rất có tư thái muốn tiêu diệt bọn họ ngay lập tức. Một vạn con thảo nê mã lao ầm ầm trong lòng ba thú của mặt nha tộc. Đừng coi thường luyện hư kỳ không ra gì mặc dù bọn họ chỉ lờ sơ kỳ cùng trung kỳ nhưng cũng chưa đến mức trở thành cừu non chờ bị làm thịt. Kinh người quá đáng. Ghê tởm. Đừng coi thường chúng ta. Ba thú cùng gầm lên, đồng loạt ra tay. Linh lực mãnh liệt tràn ra, sức mạnh cường đại bộc phát tựa như sông hồ đảo lưu, sông thẳng tới chân trời. ầm ầm, mặt đất bị cày nát, bầu trời vỡ tan. Sau cơn địa chấn, lửa thiếu khanh vẫn sừng sững giữa trời cao, quần áo bay phần phật tư như chiến thần đợt tấn công vừa rồi hoàn toàn không khiến hắn xây sát gì sắc mặt ba vị luyện hư kỳ của mặt nha tộc hoàn toàn thay đổi không ngờ bọn họ liên thủ tấn công mà không thể ngang sức cân tài được với lữ thiếu khanh xét theo một góc nhìn khác thì bọn họ đã thất bại càng đáng sợ hơn nữa khi bên cạnh còn có một kế ngôn đang nhìn chằm chằm ba thú của mặt nha tộc đều hoảng sợ lúc này doanh kỳ cũng vội vàng chạy đến ngăn cản chậm đã liễu xích cũng vội vàng xông lại tiểu tử dừng tay ngươi còn tiếp tục nữa cả đời này phi cầm tộc và tổ thú tộc đều không bỏ xuống được thành kiến ngay cả ma lãnh du cũng tới đứng cạnh bọn họ dự định sẽ ra sức bảo vệ ba luyện hư kỳ của mặt nha tộc lữ thiếu khanh nhìn doanh kỳ cực kỳ nghi hoặc hỏi chuyện gì xảy ra vậy người ta đã uy hiếp ngươi rồi ngươi còn không xử lý đi à ngươi sợ thế làm gì sợ cái gì đường đường ưng tộc sợ cái cộng lông bọn chúng ngươi là hùng ưng không phải chim ưng nhát gan doanh kỳ rất bực bội rất có xúc động muốn đánh chết lữ thiếu khanh ngươi tưởng luyện hư kỳ không cần tiền ngà mặc dù mặt họa phạm phải sai lầm nhưng còn chưa đến mức lôi cả mặt nha tộc ra chơi cho đỡ buồn dù hiện tại có cùng chung kẻ địch nhưng tẩu thú tộc và phi cầm tộc vẫn là thuộc hai trận doanh khác nhau chất mất một cao thủ luyện hư kỳ sẽ thiếu đi một phần thực lực sau này đánh nhau với tổ thú tộc làm sao cho nên nhất định phải bảo vệ ba thú của mặt nha tộc ra các ngươi sợ thật ca sợ cái gì cứ duy trì như vậy là được có ta hỗ trợ còn sợ không giết bọn họ được ca doanh kỳ sụ mặt nói sang chuyện khác công tử vẫn nên nói về chính sự đi chính sự gì dùng xuyên giới bàn đưa những tộc trưởng chúng ta đi gặp tiền bối hồ yên phía xa yếu ớt nói thật đáng sợ thì ra hắn đã hạ quyết tâm muốn tiêu diêu khuyển tộc và mặt nha tộc từ lâu trước đó lữ thiếu khanh từng nói muốn tiêu diệt khuyển tộc và mặt nha tộc hiện tại khuyển tộc và mặt nha tộc đều đã chết gần hết rồi chỉ còn lại hai ba luyện hư kỳ quả thật tâm cơ rất giỏi hồ xá nhìn thấy lữ thiếu khanh bị ngăn lại thì lắc đầu nói tiểu tử này muốn diệt trừ hết cả ba người của mặt nha tộc không thể nào nhưng cũng khá là đáng tiếc hồ xá tiếc hận mặt nha tộc đã chết mấy thú có thể gọt bớt được rất nhiều thực lực của phi cầm tộc đột nhiên có tiếng lữ thiếu khanh truyền tới cái gì muốn chơi miễn phí à không thể nào ta là người có nguyên tắc đừng có mong chơi ta miễn phí chuyện gì xảy ra vậy thấy lữ thiếu khanh có vẻ cực kỳ ấm ức hồ xá dẫn theo hồ yên Hồ Tuyết không nhịn được mà tới gần, muốn xem thử xem chuyện gì đã xảy ra. Vừa tới gần, hắn ta đã nghe thấy liễu xích dơ chân chửi ầm lên, hỗn đảng. Đó là xuyên giới bàn của ta. Lữ Thiếu Khanh lấy xuyên giới bàn ra, dương dương đắc ý, đường đường chính chính nói, ngươi gọi nó một tiếng xem nó có trả lời ngươi không. Liễu xích tức muốn chết. Liễu xích chưa từng thấy tiểu tử nào vô sĩ như thế. Trắng trợn cướp đồ của mình rồi còn to mồm đến thế hối hận vô cùng hối hận liệu xích hối hận tại sao trong lần đầu tiên gặp lữ thiếu khanh mình không dạy dỗ hắn đâu ra đấy cho nên hiện tại hắn ta có tức giận cũng không thể làm được gì lữ thiếu khanh từ nơi này đi sâu vào trong thận cốc cho dù là luyện hư kỳ có đi với tốc độ cao nhất cũng phải mất một khoảng thời gian xuyên giới bàn trên tay lữ thiếu khanh có thể đưa bọn họ đến đúng chỗ tiết kiệm rất nhiều công sức và thời gian tạm thời dừng trận chiến giữa phi cầm tộc và tẩu thú tộc nhưng chỉ nói miệng không thôi thì thật vô dụng, chỉ có mang theo lãnh đạo thượng tầng của phi cầm tộc và tổ thú tộc đi gặp Bạch Thước, thực sự biết về sự tồn tại của xương thần mới có thể thúc DDA hai trận doanh chung sức hợp tác. Nếu không, có nói bao nhiêu nữa cũng chỉ phí nước bọt. Nhưng vừa bảo Lữ Thiếu Khanh mở cửa, không ngờ hắn lại muốn thu phí. Mỗi người 100 vạn viên linh thạch. Lữ Thiếu Khanh báo giá chính thức, nhiều người lên xuyên giới bàn của ta như thế, ta rất thương tâm, có được không? lên mẹ nó chứ ai lên bọn liễu xích muốn phun chết lữ thiếu khanh có biết nói chuyện không hung trừ gầm lên tiểu tử ngươi cho rằng chúng ta là ai thú tốt đó lữ thiếu khanh thành thật trả lời biểu lộ thành khẩn cực kỳ nghiêm túc nói là thú tốt vì yêu tộc có thể vứt bỏ mâu thuẫn bỏ qua cừu hận chỉ một triệu viên linh thạch thôi không là gì với các ngươi thân là luyện hư kỳ các ngươi ai dám nói không có được một trăm vạn viên linh thạch ta sẽ hung hăng cười vào mũi kẻ đó thân là luyện hư kỳ có ai không phải lão hồ ly sống mấy trăm hơn ngàn năm chứ sống đủ lâu có cái gì họ không có được chứ với bọn họ linh thạch không quan trọng đừng nói là chỉ một trăm vạn dù là một ngàn vạn một trăm triệu cũng có thể lấy ra được nhưng bọn liễu xích hung trừ cảm thấy cực kỳ khó chịu móc một trăm vạn viên linh thạch đưa cho lữ thiếu khanh thế nào cũng không thoải mái tiểu tử Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của." Hung Trừ nghiến răng gấu, rất muốn cắn cho Lữ Thiếu Khanh một miếng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.